Cầu vồng thì đẹp đấy, thế nhưng nếu nó xuất hiện liên tục thì sẽ kéo theo hàng loạt thiên tai bão lũ xảy ra. Tại sao lại như vậy? Cùng tụi mình vén màn ngay sau đây. Gặp khó khăn, thử thách mà buông xuôi đầu hàng là dở rồi. Cố gắng lên các bạn ơi, bởi vì sau cơn mưa thì cầu vồng sẽ xuất hiện thôi. Động viên anh em một chút rồi trở lại vấn đề chính nè. Cầu vồng thì đẹp thật sự các bạn nhờ. Tuy nhiên, nếu như nhìn thấy cầu vồng thường xuyên thì đó là chuyện cực kỳ xui xẻo đấy. Có thể bạn chưa biết, cầu vồng là hiện tượng tán sắc ở ánh nắng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Chúng là một trong những hiện tượng tự nhiên đẹp nhất mà chúng ta có thể dễ dàng quan sát sau những cơn mưa lớn vào ban ngày. Tuy nhiên, mới đây các nhà nghiên cứu tại Đại học New York công bố trước truyền thông rằng suốt thời gian qua, họ đã nghiên cứu hàng ngàn bức ảnh về cầu vồng. Sau đó kết hợp với những thông số gồm vị trí được ghi lại, khoảng thời gian, bản đồ lượng mưa, độ che phủ của mây, gốc của mặt trời. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một mô hình dự đoán khí hậu để phân tích và nhóm đã đưa ra một kết quả đáng kinh ngạc. Theo đó, tỷ lệ nhìn thấy cầu vồng có thể gia tăng từ 66 đến 79% khi nhiệt độ trái đất ấm lên, cũng đồng nghĩa với sự biến đổi khí hậu gia tăng. Nói một cách dễ hiểu, chính là cầu vồng xuất hiện càng nhiều thì chứng tỏ chúng ta sẽ phải đối diện với hàng loạt thiên tai đáng sợ. Rất có thể nó sẽ xảy ra một cách liên tục và tất cả chúng ta sẽ không kịp trở tay. Chính vì vậy mà các nhà khoa học hy vọng rằng qua nghiên cứu lần này, mọi người hãy có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái. Đừng đợi đến lúc mẹ thiên nhiên nổi giận thì hối hận cũng không kịp đâu nghe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.